em chúng ta đi qua câu số 43 bài toán này thì uh, tìm hai số thực uh, nó cho ít y là hai số thực nha hai số thực chứ không phải là số phức nha cho nên bài toán này nó rất là dễ giới hạn lại rất là nhiều nếu là số phức thì chúng ta phải gọi ít có tọa độ là ab y cũng có tọa độ ab à, nó a phẩy b phẩy chứ nó rất là mệt uh, bài toán này thì hai số thực cho nên là chúng ta giải rất là dễ đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính uh, bài này thì thì mấy em nhìn nhìn như thế này thầy sẽ lấy máy tính thầy bấm cho nhanh mod 2 chúng ta chuyển qua complex ha. Mod 2, mod 2, mod 2 nhớ không? Mod 2, mod 2, mod 2. Bấm không cần suy nghĩ bấm nhanh lên. À, thì chúng ta complex để làm gì? Chúng ta tính 1 trừ 2 i này tất cả bình. 1 trừ à, 1 trừ 2 i tất cả bình phương để chúng ta coi ra nhiêu. À, trừ 3 trừ 4y thì mấy em sẽ thấy như thế này. À, để thầy, thầy thầy lấy lấy cái hình này ra ngoài cho mấy em coi. Ha. rồi, bài toán này rất là dễ. Đây, đưa ra vào đây ha. loại ha rồi ok đây cái hình này rất là dễ mấy em thấy á, thầy bấm máy tính ra là trừ ba trừ bốn y thằng này là y nha nhân cho trừ ba trừ bốn y nhỏ nè đóng hoặc lại nè bằng thằng này đúng không nó cho nên á, bài toán này á, rất là dễ chúng ta sẽ đi giải một cái hàm số thực theo thực mà phức theo phức giải một cái phương trình hệ phương trình thực thực phức phức năm một đây x á, có hệ số thực là ba y nè nhân với hệ số thực của kia á, là trừ ba nè và thằng này hệ số thực của nó là 4 tại vì mấy em biết á a cộng b y mà bằng a phẩy cộng b y phẩy dạng như thế này đi cộng b phẩy y đi dạng như thế này thì tương ứng a phải bằng a phẩy và b phải bằng b phẩy đó là điều mà chúng ta đã học rồi thì chúng ta thấy là ba nhân x, x nè ba nè hệ số của x là ba nè y là trừ ba tiêu là mình tìm tìm ấy mà y nhân cho trừ ba là trừ ba nè nó và thằng này là số 9 Ok chưa? Bằng giấy em kia rất là tương ứng. Này là x nhân 5y. x nhân 5y thì là 5x. 5x là là 5. À, tương ứng với trừ 2y nhân y. Tức là, hộ lộng, xin lỗi, xin lỗi. Trừ 4y nhân y ra là trừ 4. Y lớn. À, và bằng bằng 14. Những cái hệ số thật tương ứng bằng thật. Phức tương ứng bằng phức. Hiện ta ra là 2 với trừ 1. 2 với trừ 1. Ồ, đáp án này nó, nó, nó mệt ta. 2 trừ 1 ha. 2 trừ 1. Thì này là 2 à, x trừ 3y thì chắc chắn không phải là một trong những cái số này rồi à, bây giờ chúng ta sẽ coi x bằng 2y bằng trừ 1 có thực sự thỏa mãn cái điều kiện này hay không à, 2 với trừ 1 đúng không x bằng 2y bằng trừ 1 nè 2 chấm phẩy trừ 1 nè là x tương ứng là y nè đó bây giờ thầy sẽ thử lại cho mấy em coi để chứng minh đáp án nó sai hay là thầy sai nha rồi x nè x là 2 nè Ê, chuyển qua số phức ha mod 2 nè x là 2 nè à, th thôi x nè nhân với 3 cộng 5y nè, đúng hoặc Lại nè, đúng không? Cộng với y nè, nhân với gì? 1 trừ 2y nè, đúng hoặc Lại bình phương nè, à, trừ đi mở ngoặt, thôi khỏi đi. Chúng ta coi, coi ra có 9 trừ 4y hả? Can nè, ít bằng nhiêu đây? X bằng 2 và y bằng trừ 1 nha. Can x bằng 2 nè, y bằng trừ 1 nè. Ra 9 cộng 14y đúng không? Ra không? ra chứ sao không ra đây 9 cộng 14 y thì rõ ràng đáp án của thầy là đúng và đáp án dưới này là sai nha thì chúng ta sẽ ra là à, à ok ha đề sai nha để sai ra là x y tương ứng với hai trường một em ra đúng đáp án này thì mấy em đúng thì chắc chắn mấy em điều đó